liên quan đến vụ xe của anh hãng chở hàng chục tấn rác của anh hãng tuồn về đổ trộm ở khu vực tam giác giáp ranh ba tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Bình Phước, bị lực lượng trinh thám mật phục bắt quả tang. Đến chiều 25 tháng 10, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Bình Phước cho biết bác tài Nguyễn Văn Vinh 34 tuổi, ngụ thị Buôn Bản Bến Cát, tỉnh Bình Dương, người bác tài của anh hãng đổ trộm chất của anh hãng, đang của anh hãng nhập viện cấp cứu giúp tại bệnh viện 115, thành phố Hồ Chí Minh, do bị rắn gắp trong quá trình bỏ trốn cơ quan tính năng. Khi bị lực lượng tính năng mật phục, phục kích bắt quả tang lúc 0 giờ ngày 24 tháng 10, bác tài Vinh cùng một số đối tượng khác đang tiến hành đổ rác trộm tại lô cao su ngay giữa khu vực tam giác giáp ranh ba tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Bình Phước. Lợi dụng đêm tối, bác tài Vinh, phụ xe và bác tài xe máy cuốc đã bỏ chạy tán loạn khỏi hiện trường, bỏ lại phương tiện và tang vật vi phạm. Tuy nhiên, trong quá trình bỏ trốn khỏi hiện trường, để thoát khỏi lực lượng dây bắt, bác tài này đã chạy vào rừng cao su và khu vực rừng tre rậm rạp, nhưng rủi ro lại giẫm của anh hãng rắn và bị rắn độc gắp. Khi phát hiện đồng bọn bị rắn gắp, phụ xe của anh hãng đã gấp rút đưa anh này đi cấp cứu giúp. Cũng liên quan đến vụ việc trên, chiều 25 tháng 10, chủ xe của anh hãng mang hộ kiểm soát 63K6056 đã được cơ quan công an mời lên làm việc. Riêng bác tài xe của anh hãng do đang nhập viện chưa thể ra trình diện nên cơ quan công an chưa thể lấy lời khai của bác tài này. Hiện trường vụ đổ trộm hàng chục tấn rác của anh hãng. Ảnh Đậu Tất Thành Thông Tấn Xã Việt Nam. Trước đó, sau nhiều ngày đêm mật phục, đúng 0 giờ ngày 24 tháng 10, các trinh thám Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an địa phương bất thần đột nhiên nhập vào bắt quả tang chiếc xe ô tô của anh hãng mang hộ số 63K6056, đang sẵn sàng đổ trộm hơn 20 tấn rác của anh hãng công nghiệp tại khu vực trượt 3 tam giác giáp 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Bình Phước địa phận Buôn Bản Tân Hòa, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.